cho nên ít khi nào mà cô áp dụng, nhưng mà lâu lâu thì cô phải kiểm tra lại từng bạn như thế nào. Nên là hôm nay cô sẽ sửa bài cho từng bạn nha. Rồi còn bây giờ á, là trong cái thời gian mà cô sửa bài cho từng bạn á, đúng không, ví dụ như giờ cô kêu bạn bạn Nhật Quý đi, thì bạn chỉ bạn Nhật Quý là trả lời cô, là tương tác với cô với cái bài tập về nhạc của bạn Nhật Quý gửi lên, đúng không? Thì những bạn khác làm gì, không lẽ mình ngồi không, mình ngồi chờ hoài. Mà giờ cô kêu mấy bạn là cùng quan sát á thì cũng cũng khó, tại vì đó là bài bài riêng của bạn, đúng không? Cô không có sửa chung mà hôm nay cô sẽ sửa riêng từng bạn, nên cô sẽ gửi một cái phần bài tập khác nữa lên trên group, rồi mấy bạn thấy cái bài tập đó mấy bạn làm. Chờ cô xíu nè. À, bây giờ mấy bạn có nhìn thấy được cái bài trên Zalo nếu mà cô gửi lên không ạ? À? Giờ cô gửi lên thử các bạn nhìn thấy không nha. Chờ cô xíu. Đây. Rồi, mấy bạn nhìn thấy cái bài mà cô mới gửi không ạ? Dạ thấy. Thấy rồi cô ơi. Rồi thấy rồi đúng không? Rồi giờ cô nói nha. Mấy bạn á không có không không phải là cái người mà cô kêu á, thì mình ngồi mình tự lấy tập ra mình làm cái bài mà cô mới gửi á, cái bài tìm ít á. Những cái bài tìm ít đó là cái dạng đơn giản là cho mấy bạn ôn tập, mấy bạn luyện tập lại thôi chứ không có gì phức tạp hết nha. Rồi còn bạn nào cô kêu á thì trả lời cô vậy thôi. Tới cuối giờ nộp lại những bài đó cho cô. Rồi, bây giờ cô sẽ gọi những bạn đầu tiên nè. Hôm nay là sẽ đi từng bạn. Rồi, công việc là cô giao rồi nha. Hồi quay qua hỏi cô nãy giờ con làm gì không biết trả lời đâu ạ. À. Rồi, bạn đầu tiên là bạn Nhật Quý nè. Nhật Quý ơi, cái bài tập mà cô gửi lên á là cái bài tập chung á, là cái bài tập tìm biết hồi nãy ha. Còn bây giờ là cô gửi lên là cái bài tập của từng bạn riêng nha mọi người. Rồi Nhật Quý ơi, con thấy bài của mình trên group chưa Nhật Quý? Đã thấy rồi cô. Rồi ok, cô mở bài của con ra sửa luôn ha. Chờ cô xin. Rồi đây. Còn những bạn khác thì chỉ mở cái bài tìm ít ra làm nha, đừng mở bài của bạn chi rồi hỏi nha. Rồi, bài tập về nhà. Con ơi, cái bài tập về nhà nè, bài đầu tiên con đúng nè, bài thứ hai là chỉ có một giá trị của ít là chỉ có một giá trị là không là đúng nha. Cái này là con chỉ có một giá trị này thôi hả bé? Hả? Chờ con cái. Không, bên con có bên kia mà cô. À rồi rồi ok con thấy rồi, sorry con. Rồi tiếp. Bên kia đúng rồi nha con. Rồi bài ở đây. Giá trị tuyệt đối của x trừ 3,5 bằng 5. Thì đây có hai trường hợp. Con cộng thiếu số 5 này thấy không bé? Thấy chỗ này không? Dạ thấy. Rồi ok. Con bé tương tác với cô nhanh chút nha. Trừ 5 cộng cho 3,5 là bằng trừ 1,5. Rồi thiếu dấu trừ. Thiếu hay là ghi cái gì với cô không biết nữa. Nói tóm lại là con ghi cẩn thận lại nha Quý. Chứ để nhiều khi con ghi đúng á mà người ta nhìn không có thấy á, thì người ta chấm là người ta chấm trên giấy chứ đâu có ai chấm trên suy nghĩ của con. Rồi tiếp tục. Rồi câu tiếp theo bên đây. Ngay chỗ này. Khoan, ngay chỗ này là con đang làm cái gì vậy? Quý ơi, ngay chỗ này là giá trị tuyệt đối của 4x cộng cho 13,5 bằng 9 phần 4. Cái bài mà nó vừa có số thập phân mà nó vừa có phân số luôn á, thì con sẽ đổi nó ra cùng một dạng giùm cô nha. Hoặc là đổi ra số thập phân hết, hoặc là đổi ra phân số hết giùm cô nha. Thì chỗ này nè, lấy cái tập ra tự sửa sửa chung với cô luôn nè. Ngay chỗ mà 9 phần 4 con đổi ra số thập phân rồi con ra kết quả là bằng cái gì luôn giùm cô cái. Con hiểu cô nói không? 9 chia 4 ra mấy? Dạ ra 2,25. 9 chia 4 là 2,25. Rồi bây giờ con lấy 2,25 con trừ cho 13,5 hay cộng cho 13,5? Trừ hay là cộng? Dạ trừ. Rồi trừ, rồi con trừ ra kết quả giùm cô ra nhiều. Dạ trừ 11,25. Rồi trừ 11,25. Vậy con thấy nè, có giá trị tuyệt đối nào mà nó bằng số âm được không con? Có không? Dạ không. Ừ, giá trị tuyệt đối thì tao sao bằng âm được con? Giá trị tuyệt đối đó là cái khoảng cách. Ví dụ như con nói giá trị tuyệt đối của trừ 2 là cái gì? Là số 2. Tại sao nó là số 2? Tại vì á, nó chính là cái khoảng cách. Ví dụ như đây cô vẽ một cái trục số nha. Đây là số 0 nè. Ở đây là trừ 2 nè.
thì giá trị tuyệt đối của trừ 2 là khoảng cách từ số 0 cho tới số trừ 2, thì nó là hai đơn vị, khoảng cách nó không bao giờ có chuyện âm. Cho nên giá trị tuyệt đối mà con thấy ra số âm là biết sai rồi. Cho nên chỗ này là con kết luận là không có x luôn, con hiểu không bé? Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi ok. Tiếp tục. Con sửa, con vừa nghe cô nói mà cái tay con vừa sửa nhanh á, để hồi cô đi qua bạn khác mà con vừa kịp bài cho mình. Rồi tiếp tục. Ủa khoan 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 xí. Quý ơi, ở trên đây là con đã sai từ ở trên rồi Quý ơi. Trời con chết. Bài C. Bài D. Con chờ con cái. Chờ cô. Bài đó là bài và bây giờ con nhìn lại nha, cái câu S của con là sai, từ phía trên rồi con, chứ không phải là sai từ chỗ đó. Đây chỗ này nè, cô hỏi nè, giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 ra gì bé? Đã ra 13,5. Đúng rồi, ra 13,5. Vậy tại sao có dấu cộng chỗ này? Không phải là trừ với trừ là cộng, mà tại vì dấu trừ đó nằm trong giá trị tuyệt đối, con hiểu không? Cái dấu trừ đó nằm trong dấu giá trị tuyệt đối, cho nên là giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 chính là 13,5, hiểu không? Cho nên Đã. chỗ này nó sẽ là giá trị tuyệt đối của 4x trừ 13,5 bằng 9 phần 4. Rồi, chỗ này nè, thì thể suy ra được là giá trị tuyệt đối của 4x bằng, rồi 9 phần 4 viết ra nè, 9 chia cho 4 bằng 2,25, là bằng 2,25 cộng cho 13,5. Rồi vậy suy ra được là giá trị tuyệt đối của 4x bằng 15,75. Rồi hiểu không bé? Dạ hiểu. Rồi sửa lại hai trường hợp cho cô là có được hai kết quả x là gì, đọc cho cô luôn. À, có hai kết quả ít là không tính khác. Ừ con tính đi, đâu bắt trả lời liền đâu. Trời đất ơi. Là bằng gì? Bằng 3,9375 và âm 3,9375. Rồi đúng rồi, chính xác nó đó. Rồi tự sửa bài này được rồi ha, đi tiếp. Nó sai từ cái khúc trên đó chứ không phải nó sai từ cái khoanh tròn đỏ. Nhầm xíu, sorry bé. Tiếp tục. Có một bài hồi nãy cũng sai luôn nè. Đây đây đây, ngay chỗ này nè. Cái câu mà giá trị tuyệt đối của x bằng trừ 2,1, con thấy bài đó không? Thấy bài này không? Đây nè. Đã thấy. Rồi giá trị tuyệt đối không có âm nha con. Chỗ này là không có x nha bé. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi ok tiếp tục. Cẩn thận ngay chỗ đó. Rồi trang này nãy sửa rồi. Trang này đúng hết, bỏ qua ha. Rồi ok, của Nhật Quý xong.
Rồi cảm ơn Nhật Quý. Bây giờ Nhật Quý sẽ coi lại. Ủa khoan, từ 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 vẫn còn. Rồi chăm sóc, sorry. Rồi tiếp tiếp. Ở đây còn nữa nè con. Giá trị tuyệt đối của 5 trừ cho 3x, từ từ. Rồi ngay chỗ này luôn nè bé. Giá trị tuyệt đối của 5 trừ 3x bằng trừ 1 phần 2 là có hay không con? Có ít hay không có? Chỗ này nè. Dạ, không có ý. Rồi ok, cứ kết luận cho cô là không có ít ha. Tại vì cái giá trị tuyệt đối thì không bao giờ có chuyện âm được. Cho nên là sẽ là không có ít nha. Bỏ cái bài đó. Là nguyên cái phần sau bỏ hết, ghi cho cô là không có ít là được rồi. Rồi những bài sau đúng rồi ha. Rồi ok. Của Nhật Quý xong. À, bây giờ con sẽ hoàn thiện lại cái bài tập về nhà của con là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là con làm cái bài mà cô gửi trên trên group, con hiểu không? Dạ. Rồi ok. Ủa Nhật Quý bữa hổm con kiểm tra giữa kỳ con nói cô mấy điểm cô quên rồi Quý. À, con mới kiểm tra đây đúng không? Con kiểm được không Quý? Dạ 9,75 cô. Ồ, chưa được tròn hả? Ừ, dứ. 975 rồi chờ xíu đi cô ghi lại cái nè. Sao không được 10 ta? Sai câu nào Quý nhớ không? Con không nhớ nữa cô. Nhiều quá không nhớ hả? Ờ thôi làm bài đi ông. Trời ơi cây viết cầm gan chục cây viết không cây nào có mực hết. Thiệt luôn. Rồi tiếp qua bạn khác nè. Bài của bạn Quý xong rồi, bây giờ tới bài của bạn Nhất Phong. Nhất Phong ơi mở mic giùm cô nè. Ờ, Nhất Phong có mở mic là cô không có sửa bài được nha Phong. Rồi ok, thấy bài của con được chưa? Rồi, đây. Đấy. Rồi ok, trời ơi lâu lắm mới nghe giọng của con nghe. Rồi, đầu tiên câu A đúng, câu B đúng, câu C đúng luôn. Gì kỳ vậy bạn? Câu D đúng luôn. Rồi, tiếp tục. Ủa câu này con ra gì sai vậy? Thiếu dấu trừ á bác. Hiểu không? Dạ, Rồi ok, trừ hiểu. 1,5 tiếp tục. Rồi, qua câu bài tiếp. Cái câu này đúng hết nha, bạn làm bài kỳ quá nha. À, ở trên đúng hết, ở dưới nè. Đây 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 đây, nhân vật. Ồ. Ngay chỗ này á là con tính ra gì ta? Cái suy ra chỗ này nè, giá trị tuyệt đối của 5 trừ cho 3x bằng 1 phần 6 mà trừ cho 2 phần 3 ra nhiêu bé? À, ăn 1 phần 2. Ừ, âm 1 phần 2 thì đâu có x đâu con. Tới đây là dừng được rồi. Rồi hiểu ha, thì cô đi tiếp nha. Còn trang nào không? Ủa hết rồi hả? Rồi ok, của Nhất Phong xong nha. Rồi Nhất Phong làm cái bài ở trên giúp cô. Rồi giờ cô mời bạn tiếp theo nè. Bảo Huy, Bảo Huy. Rồi bây giờ tới bạn Bảo Huy nè, cô gửi bài lên rồi nè. Bảo Huy. Rồi Bảo Huy ơi, mở mic giùm cô cái bé. Rồi ok. Bài đầu tiên đúng hết, tiếp. Bài thứ hai đúng hết, tiếp. Ủa gì kỳ vậy? Ghi đề cẩn thận hơn. Con ghi gì Huy? Nè, coi kỹ lại cái đề. Có mở lại được cái đề không? Nên cô đã cô viết lại cái đề cho. Cô viết lại cái đề. Rồi ok, chờ cái. 5 phần 6 đúng không? Để cô mở lại cái đề. Tại vì cái máy cô đang xài là cô mở trên điện thoại cho nên lâu lâu các bạn thấy cô cắm đầu xuống là cô đang mở trên điện thoại nha. Tại cô có một cái máy. Bằng 1 phần 3. Đây. 5 phần 6. 5 phần 6 trừ cho là 2 trừ x bằng 1 phần 3. Rồi, nói tóm lại là không có dấu trừ chỗ này. Cho nên cái bài này con bị sai là sai đề á. Con viết lại, con bỏ cái dấu trừ đó đi rồi tự làm lại cái bài đó cho cô cái. Rồi tới đó là con tự làm nha Huy ơi. Rồi ok. Nói tóm lại là bỏ cái dấu trừ ngay chỗ cái chỗ trừ 2 á, là không có dấu trừ ngay chỗ đó. Rồi làm bình thường giùm cô. Rồi xong, cô qua cái bài khác. Tại vì Huy làm được mấy cái này nên cô không có ở lâu được.
rồi ghi đề cẩn thận hơn. Rồi những bài sau, trị tuyệt đối, khoan từ từ, đây 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 đây, tới đây, tới đây là đúng nha con. Rồi trị tuyệt đối có âm không nè? Không. Ừ, không, không mà đâu có qua kia chi, kết luận là không có ít luôn, xong rồi đó. Rồi tiếp. Rồi, của con xong hết rồi nha Huy. Dạ. Huy, của con xong rồi nha. Huy. Dạ. Dạ dành con tiếng, cô biết con có nghe chứ. Rồi, giờ của Cẩm Tú nè. Rồi, Cẩm Tú có thấy bài trên chưa con? Dạ rồi. Rồi, ok. Đây, của Cẩm Tú đây, Cẩm Tú ghi chữ rất là dễ nhìn luôn ha. Vậy cái người chấm cũng đỡ nữa. Thiệt luôn á. Rồi ngay chỗ mà giá trị tuyệt đối bằng trừ 1 phần 2 là trị tuyệt đối không thể âm nha con. Cho nên là chỗ đó là kết luận là không có ít là được rồi nha. Dạ. Rồi ok. Được cái khúc đầu đâu rồi. Từ từ. Bài đầu tiên của con đâu. Rồi câu này đúng hết. Câu này đúng luôn. Đây chỗ này thiếu một trường hợp nè, thiếu một trường hợp là trường hợp gì vậy con? Bài này nè, trường hợp âm câu e, câu e thiếu một trường hợp là âm ha. Vậy là x cộng cho 3/4 bằng trừ 1/2, chỗ đó tự giải được không? Dạ được con. Rồi ok, rồi chỗ đó cũng không có ở lâu nha. Rồi tiếp tục tới bài này, trừ 9/4. A à, con sai từ chỗ khúc trên á, từ chỗ này nè, đây nè. Giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 là chỗ này nè. Là gì con? Là 13,5. Ừ đúng rồi, còn dấu trừ ở trên ghi xuống chứ đâu phải dấu cộng. Hiểu không vậy? Không phải là trừ với trừ thành cộng. Tại vì nếu như mà trừ rồi dấu ngoặc rồi trừ là con ra trừ với trừ thành cộng là đúng. Nhưng mà ở đây là dấu giá trị tuyệt đối chứ không phải là dấu ngoặc. Mà cái giá trị tuyệt đối á, thì giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 nó đã là 13,5 rồi. À, con ghi xuống 13,5 xuống, cái dấu trừ với cái con ghi xuống, con hiểu không? Dạ. Rồi ok, cho nên á, cái chỗ này là ngay chỗ này nó bị sai rồi nè. Vậy thì giá trị tuyệt đối của 4x bằng 9/4. 9/4 thì con có thể đổi ra là cái gì hồi nãy quên mất tiêu rồi, 2,25 thì phải. Rồi con cộng cho 13,5. Rồi xong rồi giải bình thường nha bé, hiểu không? Dạ. Rồi ok. Chỗ này là 9/4 cộng cho 13,5, chờ một xíu xíu xíu, bằng 15,75 á bé. Vậy chỗ này là giá trị tuyệt đối của 4x bằng là 15,75. Cái lúc này á, con chia làm hai trường hợp. Rồi con nghe kịp không? Dạ kịp. Rồi kịp tới đó hồi con tự sửa ha. Cô đi tiếp để hồi dạ. Để hồi mấy bạn không có được sửa như con. Rồi tiếp tục cái bài này. Đây, chỗ này câu D. Câu D con hiểu tại sao sai rồi đúng không? Dạ. Rồi, ngay chỗ này là không có trừ 2,1 trong đây cho nên là không có ít. Ồ, cái chỗ này là sao đây? Kết quả của trị tuyệt đối là không âm, ok. Rồi còn này. Không hiểu chỗ này là con đang làm cái gì ta? Khoan khoan khoan. Từ từ, sao nó bị rối dữ vậy? Là câu D. Câu D con ra là x, x trừ cho, câu D ở trên là sai. Còn câu D ở dưới là x trừ cho 3,5 bằng 5. Còn một cái là bằng trừ 5, đúng. Còn trang cuối cùng thì cô đang bị bơ bơ chút xíu. Rồi ok, câu K đi. Câu K của con là tại sao sai đây? Ồ, giá trị tuyệt đối của là 3x cộng 5 bằng gì con? Cái này nè. Là 3x cộng 5. Không phải, ý cô hỏi là giá trị tuyệt đối của 3x cộng 5 bằng là trừ 1,5 rồi. Có nghĩa là bằng trừ 1,5 rồi trừ cho trừ 2,5 hay là cộng á? Giống như là con đang tìm số hạng chưa biết đúng không? Hoặc là dạ, con dùng cách chuyển vế đổi dấu cũng được nè. Này cô sửa cho con vài này. Nói nó bị dính dính khó chịu quá. Sao ta? Thì cô viết xuống dưới đi. Nói một hồi không biết là đang nói cái bài nào. Rồi cô viết lại cái đề chỗ này cho con nha.
trừ 2,5 nè, cộng cho giá trị tuyệt đối của 3x cộng 5 bằng là trừ 1,5. Giờ cô hỏi con là vậy tóm lại giá trị tuyệt đối của 3x cộng 5 bằng gì? Bằng 3x trừ 5. Bằng 3x trừ 5. Không không con, có nghĩa là chuyển vế này qua đó, chuyển cái số trừ 2,5 qua bên kia á, chuyển vế thì đổi dấu đúng không nè, cho nên cái số trừ 1,5 thì giữ nguyên lại nè. Còn cái số mà trừ 2,5 á, thì khi mà con chuyển vế thì con sẽ đổi dấu. Vậy chuyển qua bên đây nó thành gì bé? Cộng. Đúng rồi, nó là cộng 2,5 chứ. Vậy chỗ này mình sẽ có được là 3x cộng 5 bằng gì con? 1. Đúng rồi, bằng 1. Vậy tới đây thì mình sẽ chia làm hai trường hợp là gì nè? Âm 1 với 1. Đúng rồi, chính xác là bằng âm 1 với lại 1. Rồi tới đây thì con tự làm được rồi hen. Dạ được. Rồi ok. Cái bài của con, cái bài đáp án đâu rồi ta? Chờ con chút. Mình nói là bài ca đúng không? Rồi 3x cộng 5 bằng 1 chứ 3x cộng 5 bằng trừ 1. Rồi tới đó tự xử. Ok. Rồi của con xong rồi nha Tú. Con tự xem lại cái bài tập về nhà của mình cho nó hoàn chỉnh. À, xong rồi cái con làm cái bài hồi nãy cô mới gửi lên group, con nhớ không? Nhớ không Tú? Dạ nhớ. Rồi ok con. Tiếp tục. Qua bài tiếp theo nha mọi người. Bạn Tú xong rồi tới... Rồi bạn Tú xong rồi tới bạn Phúc Khang. Phúc Khang ơi, hôm nay con học nữa là con nghỉ ha Phúc Khang. Buồn quá vậy Khang. Khang. Dạ. Con nỡ bỏ cô rồi, giận con luôn. Rồi, không thèm học tôi nữa rồi, hiểu rồi. Nó chơi chứ thôi, có mục tiêu mới thì cứ đi thôi chứ sao giờ. Cô hồi lúc nào chẳng muốn tụi con học chung. Rồi, chỗ này là con biết tại sao sai không Khang? Dạ biết. Biết, biết gì biết, đâu thèm học với tôi, biết gì. Rồi tiếp nè. Rồi chỗ này nè con, à, trừ 5 mà cộng cho 3,5, con cộng sao ra trừ 2,5 bé. Trừ 1,5 nha con. Rồi chỗ đó tự sửa đi nha. Tiếp tục. Biết gì biết, không muốn thích học với tôi hiểu mà. Biết gì. Rồi có bạn nào đang vô chờ cô xíu. Rồi bạn Thành Vinh giờ này mới vô con. Rồi cái phần này đúng hết nha. Phần này. Rồi chỗ này. Đây. Ngay từ khúc ở trên là mình đã dừng rồi nha con. Không có làm khúc dưới nữa nha. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi hiểu gì hiểu. Đâu em nghe tôi dạy đâu hiểu. Chịu khen hoài kỳ quá con ha. Rồi của Khang xong rồi nha con. Con tự làm bài tập kia nha con. Dạ. Rồi ok. À, của bạn Vinh á, bạn Vinh mới vô á con. À, ở trên bài tập bây giờ là cô đang sửa bài tập, tại bạn mới vô cô phải nói lại nha mọi người. Vinh bây giờ là cô đang sửa bài tập cho từng bạn, còn bạn Vinh á thì chút xíu nữa cô gọi sao. Còn bây giờ á, là bạn Vinh sẽ kéo lên ngay chỗ cái chủ Zalo của mình á. Thấy cái bài tập này không Vinh? Thấy không Vinh? Dạ thấy rồi. Rồi ok giờ ngồi làm cái này giùm cô, rồi chút xíu chừng nào cô kêu con thì con cứ mở mic là được. Xong rồi tới bài tiếp theo. Bạn Phúc Khang rồi, bạn Phúc Khang không muốn học với mình nữa rồi. Buồn quá à. Rồi tới bạn Thịnh nè. Rồi bạn Thịnh, Thịnh ơi mở mic lên cô. Dạ. Rồi ok. Đây, của con đây. Ôi cô mở trang nào, cô sửa trang đó nha. Mở nó không theo thứ tự lắm nên con thông cảm. Dạ. Cái bài M. Từ từ. Nó rối mắt quá. Cô mở từ đầu đi. Ủa Thịnh ơi, cái bài này sao con giải kỳ vậy? Bài này nè, ngay chỗ này thôi nè. Sao tự nhiên con tìm 3x ra làm chi? Con tìm là con tìm nguyên cái giá trị tuyệt đối luôn, chứ đâu thể nào mà tìm riêng ra là 3x được con. Chỗ này sai á. Hiểu không bé? Chỗ này á là đây, bây giờ này ha, con lật ngay cái bài y đi. Xong rồi cô chỉ cho con nè. Là con phải tìm nguyên cái này ra nè.
rồi xong rồi mình mới đi, đi tìm cái ở bên trong được, chứ bây giờ nó còn dính cái dấu giá trị tuyệt đối là mình không có tìm bên trong được như vậy đâu. Cho nên là chỗ này nè, 5 trừ cho 3x viết lại nè, số 3 nha. Mình viết xấu quá, để cô viết lại cho bé dễ nhìn nha. Rồi, 5 nè, trừ cho 3x nè, bằng nè. Bây giờ lấy 1 phần 6 trừ cho 2 phần 3. Rồi con trừ ra cho cô bằng nhiêu? Lấy cái máy hay là tính nhẩm gì đó tính ra giùm cô cái bằng nhiêu. Trừ 0 phần 5, 0,5. Là trừ 1,2. Rồi giá trị tuyệt đối thì không có âm được nha con, cho nên chỗ này con kết luận luôn là không có ít nha bé. Hiểu không? Hiểu chỗ này không Thịnh? Yeah. Rồi, chỗ này á, con có thể nếu mà ghi theo cái kiểu là phải kết luận á, thì con có thể ghi là vậy nè. X thuộc tập rỗng. Có nghĩa là không có X, tại X thuộc tập rỗng á. Rồi, đó là xong cái bài Y nha. À, bây giờ cô nói tới bài nào con sửa trong tập bài đó luôn. Chứ để hồi cô có quay lại đâu. Tiếp nha. Rồi, trang này xong rồi tới trang này. Trang này Thịnh ơi, giá trị đó con sai quá trời luôn á Thịnh. Sao kỳ vậy? Ngay chỗ này con phải tìm giá trị tuyệt đối của 2 trừ x chứ làm sao con nhào vô con tìm x liền được. Bài này sai luôn Thịnh. Giờ đọc lại giùm cô nè. Vậy giá trị tuyệt đối của 2 trừ x bằng gì bé? Bằng 5 phần 6 trừ 2 phần 3 hay 1 phần 3 hay 1 phần 3 trừ 5 phần 6? 5 phần 6 trừ 1 phần 3. Đúng rồi. Ông đọc chậm lại không? Con suy nghĩ cũng tốt lắm luôn á, mà con làm ẩu hay sao á. Rồi bằng bao nhiêu luôn, đọc ra. 1 phần 3 cộng trừ 5 phần 6 cộng trừ 1 phần 3 1 phần 2. Trên 1 phần 2 hả? Câu đó là câu G, câu G 1 phần 2 hả? Rồi 1 phần 2, rồi sau đó là con chia làm hai trường hợp là gì nè? Trừ 1 phần 2 và 1 phần 2. Đúng rồi, 2 trừ x bằng 2. À xin lỗi, 2 trừ x bằng 1 phần 2. Với lại một trường hợp nữa là 2 trừ x bằng trừ 1 phần 2. Rồi bây giờ con tính ra dùm cô ở trường hợp thứ nhất x bằng nhiêu, trường hợp thứ hai x bằng nhiêu dùm cái. Rồi con đọc dùm cô luôn. Trường hợp thứ nhất là bằng nhiêu? X bằng x bằng nhiêu? Bằng 3 phần 2. Đúng rồi, còn trường hợp thứ hai là x bằng gì con? 5 phần 2. Đúng rồi, chính xác. Rồi, chị Thịnh ơi, nhớ nè, con phải tìm ở trong, con phải tìm cái dấu giá trị tuyệt đối này trước, chứ không có nhào vô tìm ở trong trước nha con, nhớ không? Yeah. Rồi, ok. Cái tay lỗ tay thì nghe, còn cái tay thì con sửa nghe, để thôi hồi cô đi qua rồi hồi không có quay lại được á. Rồi tiếp tục bài ở dưới luôn. Đây cũng nhào vô tìm ít nữa, sao vậy ta? Chỗ này nè, cái chỗ này con sửa thành là ít trừ cho 2/5. Rồi chỗ này là ít trừ cho 2/5 nè, nó cô sửa trên cái bài của con luôn á cho con dễ nhìn. Đó là bài H. Rồi x trừ cho 2 phần 5 bằng 1 phần 4. Vậy chỗ này nó sẽ có hai trường hợp đúng không? Chỗ này là gạt bỏ nè. Gạt bỏ chỗ này đi. Rồi vậy thì chỗ này sẽ có hai trường hợp là x trừ cho 2 phần 5 bằng 1 phần 4. Còn một trường hợp nữa là gì bé? X trừ cho 2 phần 5 bằng gì? X trừ 2 phần 5 bằng trừ 1 phần 4. Đúng rồi, chính xác rồi. Tìm ra cho cô kết quả hai bài luôn đi. X bằng mấy? X bằng mấy? X bằng 13 phần 20. Rồi, với một cái nữa con. Ba phần 20. Đúng rồi, chính xác. Rồi con ghi bài vô cái đi để con qua bài tiếp theo.
Con xong chưa con? Dạ. Rồi, rồi để cô đi tiếp cho xin. Rồi, bây giờ là câu hát xong rồi, tiếp tục. Nó bị ngược cho nên là đây đây đây. Cái này cũng vậy luôn nè. Còn trường hợp cái chỗ này là con sửa như thế nào con tự nói giùm cô cái Thịnh. Chỗ này con sửa làm sao? Con sửa làm sao? X giá trị tuyệt đối của x cộng cho 3 phần 4 là bằng nhiêu? Là bằng 1 phần 2 cộng 0. Là 1 phần 2, được chưa? Trừ 1 phần 2 chuyển qua bên kia là 1 phần 2. Rồi vậy thì mình có được là giá trị tuyệt đối của x cộng cho 3 phần 4 bằng 1 phần 2. Vậy thì con có làm sao nữa? À, cộng 1 cộng 1 là bằng x cộng giá trị tuyệt đối của 3 phần 4. Ông giá trị tuyệt đối x cộng 4 là bằng 1 phần 2 hoặc là 1 trừ 1 phần 2. Không còn giá trị đó nữa nha con. Khi mà con đã chia ra hai trường hợp rồi thì nó không còn dấu giá trị. Là bằng trừ 1 phần 2 hoặc 1 phần 2. Đúng rồi, chính xác. Nó chỉ là vậy thôi. Nó hết dấu việc đó rồi. Rồi, vậy chỗ này là con sẽ giải ra hai trường hợp dùm cô. X bằng mấy dùm cô? Một phần bốn. Một phần bốn hả? Dạ, năm phần bốn. Một phần bốn hay là trừ một phần bốn con tính lại không cô? Một phần bốn hay là trừ một phần bốn? Một phần bốn. Là con lấy một phần hai trừ ba phần tư hay là ba phần tư trừ một phần hai vậy? Con tới một phần hai. Một phần hai trừ ba phần tư. Ngay chỗ mà x cộng cho 3 phần 4 bằng 1 phần 2 á Thịnh. Đây chú cái chỗ này nè. X cộng cho 3 phần 4 bằng 1 phần 2. Vậy chỗ này con tìm x bằng gì vậy? Là bằng 1 phần 2 trừ 3 phần 4. 1 phần 2 trừ 3 phần 4 mới đúng chứ. Rồi con tính này giùm cô. Trừ 1 phần 4. Đúng rồi, trừ 1 phần 4 chứ. Còn bài dưới ra bao nhiêu? Trừ 5 phần 4. Đúng, rồi sửa lên lưng giùm cô cái đi rồi cô xuống bài sau nữa. Sửa cái đỏ bài luôn á. Một cái là trừ 1 phần 4 và một cái là trừ 5 phần 4. Rồi tiếp. Rồi ông ơi ông. Cái gì mà từ lâu rồi học me, học dưa, học chú hết rồi vậy. Rồi sửa xong bài trên chưa? Đừng cô đi xuống bài dưới. Yeah. Rồi ok. Tiếp tục tới bài F nè. Rồi các bạn còn lại nhớ dùng cô ha. Bạn nào đang có bài tập về nhà mà nãy cô sửa á, thì mình hoàn thiện cho nó xong, được chưa, để mình nhận cho nó chuẩn kiến thức của mình. Rồi xong rồi thì mình làm những cái bài tập nãy cô mới gửi lên dùm cô ha. Hồi cuối giờ cô nhờ mấy bạn là nộp, chụp nộp lại liền dùm cô nha. Cho nên là ngày hôm nay sẽ không có bài tập về nhà. Tại vì bài tập về nhà để cô cho làm trên đây rồi, mấy bạn hiểu không? Cho nên là nó khỏe ở cái vụ là hôm nay không có bài tập về nhà. Đừng ngồi không đó, ngồi không có bài rồi bắt đầu là nói với cô ơi, rồi nãy giờ con đang bận bận này bận kia gì, không có chấp nhận lý do nha mọi người. Bất kể lý do gì cô không chấp nhận hết nha. Tiếp nè, câu F. Ngay chỗ này nè, con phải tính cái giá trị tuyệt đối này ra trước. Giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 ra gì bé? Bé ơi, của con luôn. Dạ. Con tưởng là của ai hả? Rồi giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 trừ 13,5 là bằng bây giờ nè, cô nhắc lại nè, con có bị quên này nhé. Giá trị tuyệt đối của 5 bằng gì? Bằng 5. Rồi giá trị tuyệt đối của trừ 5 bằng gì? Bằng 5. Đúng rồi. Giá tuyệt đối của số dương là số dương, mà giá tuyệt đối của số âm là số đối của số âm, mà số đối của số âm là số dương. Vậy thì giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 ra gì? Bằng 13,5. Đúng, 13,5. Cái dấu trừ của người ta ở trước cứ ghi lại, không ảnh hưởng gì nhau. Bằng, còn giá trị tuyệt đối của 2, 1 phần 4 thì bằng gì bé?
Là bằng chính là nó hay là bằng bằng dấu trừ nữa? chính nó. 2 1 phần 4 đổi ra là 2,25. Rồi tiếp. Vậy thì lúc này giá trị tuyệt đối của 4x bằng gì bé? Giờ đó có 4x bằng là bằng trừ trừ thì đó 4x trừ 13,5 bằng 2,25. Vậy suy ra giá trị tuyệt đối của 4x bằng gì? Vậy thì đó có 4x bằng 2,25 cộng 13,5. Rồi cộng ra giùm cô luôn, ra như là bằng 2,25 cộng 13,5 bằng 15,75. Rồi 15,75. Rồi tới đây con làm gì nữa, đọc nghe coi. Có hai trường hợp là 15,75 và trừ 15,75. Rồi ok. Rồi tới đây con tự giải cái hai trường hợp được rồi ha. Rồi con tự ghi vô tập của mình tiếp dùm con cái đi. Xong rồi cô. Rồi ok tiếp tục. Hồi nãy là tới cái bài này cô đang con là cô đang sửa ngược lên. Từ nãy tới câu này rồi tới câu này. Câu này là câu ở trên là đúng. Rồi tới câu ở dưới. Câu ở trên nếu mà trình bày vậy nó cũng gọi là chưa đúng đâu nha. Cái đúng của con là ý của nó là đúng thì đúng kết quả thôi nha bé, chứ không ai trình bày vậy nha bé. Đây cô sửa lại cho một bài cách trình bày nè. Trời ơi trình bày. Yeah. Hôm nay ông trình bày trời, wow, đất hở luôn á trời. Ngay chỗ này là 5,6 thì mình sẽ suy ra được là x sẽ có hai trường hợp là x bằng 5,6 với là x bằng trừ 5,6, chứ không ai trình bày vậy. Cô chấm đúng á là cô chấm trên cái gì ta, cái kết quả, chứ cách trình bày chấm là cũng đi luôn á. Rồi, câu B thì ok, chỉ có một x thì không sao. Câu C thì chấm là chấm trên kết quả nha con. Chứ cái trình bày là không có đúng quá nghe. Rồi x bằng cái chỗ này là giá trị tuyệt đối của gì? Cô nhớ giá trị tuyệt đối của x bằng trừ 2,1, chỗ này là không có là đúng nè. Còn bài này. Đây bài này. Bài này sửa sao Quý? Xin lỗi, sửa sao Thịnh? Bằng trừ 5. Cái gì bằng trừ 5 đọc 2, ra? 5 ra bằng 1. Là x trừ 3,5. X trừ 3,5 bằng trừ 5. Bằng 5 với một cái nữa là bằng trừ 5 đúng chưa? Rồi đọc ra giùm cô hai kết quả luôn. Xin cho ông cái thử cái 1 không? Nói đi. Cái này nè là... Cái này nè là cái gì? Bằng trừ 1,5 với một cái nữa. Giờ 8,5. Rồi ok xong. Từ từ. Hồi nãy là sửa tới trang này, rồi bây giờ là tới sửa tới trang này. Rồi cái gì đây? Bài M hả? Cô coi lại cái đề của bài M cái. Đây bài M là bài này. Rồi quy tắc chuyển giới của bạn là bạn bị quên nữa nè. Đây. Chỗ này ha là con phải tìm cái này ra trước nè. Tìm cái này ra nè. Vậy bây giờ cô hỏi ha, giá trị tuyệt đối của 1/5 trừ x bằng gì? Bằng 1,5 trừ x. 1/5. 1/5 trừ x. Rồi bây giờ cái này để cái bằng x
để kế bên x là sao, không hiểu là sao? Cộng 1 phần 5 để kế bên x. Chắc cô hiểu á. Vậy hả? Rồi bây giờ nè, khoan từ từ để cô viết lại cái đề xong cô hướng dẫn lại cho. Cái chỗ này là 1 phần 5 nè, trừ cho là 1 phần 5 trừ x bằng 1 phần 5. Vậy cô hỏi nè, bây giờ con sẽ dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu giùm cô đi ha. Chuyển vế đổi dấu có nghĩa là có chuyển vế thì có đổi dấu, còn không có chuyển vế thì là không có đổi dấu nha. Rồi, như vậy thì bây giờ á, cái trừ 1 phần 5 này viết lại nè ha. Trừ giá trị tuyệt đối của 1 phần 5 trừ x viết lại nè. Rồi, cái số 1 phần 5 ở trên viết xuống nè. Còn cái này là cộng 1 phần 5. Chuyển qua vế bên kia thành gì? À, trừ 1 phần 5 là... Cộng 1 phần 5 chuyển vế thành gì con? Thành... trừ 1 phần 5. Rồi, trừ 1 phần 5. Cộng 1 phần 5 chuyển vế thành là trừ 1 phần 5. Rồi tiếp, dấu trừ này ghi xuống nè. Bằng 1 phần 5 trừ 1 phần 5 bằng nhiêu? Không. Bằng 0. Rồi dấu trừ đó, bây giờ cô bỏ dấu trừ trước là được không? Được dạ, hay là được. Không được? Dạ, được. Được, nhân cả hai vế cho trừ 1 là mất dấu trừ à. Vậy còn lại là 1 phần 5 trừ x bằng 0. Vậy tới đây làm sao nữa? X bằng 1 phải x là 1 phần 5. Rồi có nghĩa là 1 phần 5 trừ x bằng gì? 1 phần 5 trừ x bằng 0 cộng 1 phần 5. Đấy, sao hiểu kỳ vậy? Không, cô chỉ hỏi là 1 phần 5 trừ x bằng gì thôi. Giá 1 phần 5 trừ x bằng 0. Đúng rồi, bằng 0. Có nghĩa là giá trị tuyệt đối của số nào bằng 0 thì nó chỉ có một số duy nhất thôi, đó là số 0. Rồi tới đây rồi x bằng gì? X bằng 0 cộng 1 phần 5 x bằng 0. Sao x bằng 0 được Thịnh? X bằng 1 phần 5. Ừ. Ông này ông bây giờ con nhanh, nhưng mà con nhanh còn phải chắc. Cô không có nói là con không nhanh, con nhanh là không có tốt, không nha. Nhanh là tốt nha, nhưng mà nhanh phải chắc. Còn nhanh mà không chắc á thì từ từ thấy nhanh. Từ từ thấy nhanh, chừng nào mình hiểu kỹ mà mình làm tốt mà mình làm chuẩn rồi á mình nhanh. Còn giờ mình chưa có chắc mình đừng có nhanh. Nha, một hồi nói từ lơ hết trơn à. Đối với cái phần á, rồi được rồi con tự sửa bài được rồi ha, cũng Thịnh xong rồi đó. Đối với cái phần mà chuyển vế đổi dấu á, cô thấy mấy bạn lớp nhà mình nó còn bị cứ bị rối cái phần đó hoài à. Chuyển vế đổi dấu á. Cho nên là đó chính là lý do tại sao cô dành cả buổi đi cô sửa cho từng bạn á. Thịnh ơi con xong chưa con? Dạ xong rồi. Ờ ok. Thịnh ngay ngay chỗ này nè Thịnh, bây giờ cô nói nè, còn một cái nữa nè. Bây giờ con nhìn thử nè, 1 phần 5 trừ cho cái gì thì bằng bằng chính nó. Con nghĩ là cái này nó sẽ bằng mấy khi mà người ta ghi 1 phần 5 trừ 1 phần 5 bằng chính nó. À, coi coi á, đọc cho giữ vô, 1 phần 5 trừ 1 phần 5 bằng chính nó. À, trừ 1 phần 5 trừ 0 bằng chính nó. Đó, thấy không? Con nói nhanh quá nè. À rồi. Rồi, suy ra chỗ này bằng 0 luôn á. Tại vì 1 phần 5 trừ 0 ra 1 phần 5 rồi, cho nên này bằng 0. Không cần phải đi dài dòng ra vậy luôn á. Rồi tiếp, xong bằng Thịnh rồi. Thịnh tự sửa lại bài chúng mình cho nó chắc ăn. Xong rồi hãy đi qua cái bài nãy, nhớ không? Nhớ nha Thịnh. Thịnh. Rồi giờ tiếp bài khác nha. Ở cho cô hỏi các bạn nào mà thi rồi có kết quả cho cô xin với. Thành Vinh ơi có kết quả chưa con? Vinh ơi. Dạ rồi. Rồi mà tiếng nhỏ xíu rồi. Nhiêu dạ, điểm? Có rồi. Lại nhiêu? 8,5. 8,5 mà nói nhỏ xíu luôn. Rồi 8,5. Bạn Huy chưa có kiểm tra. Ủa Huy ơi, là chừng nào mấy giờ hôm nay con kiểm tra vậy Huy? Huy ù. À, 1:30. À 1:30 ha, chúc chiều nay con thi thật tốt nha. Rồi Như Ý ơi, con có kết quả chưa? Như Ý. Dạ có kết con chưa có kết quả à. Con làm xong con cho điểm. À vậy hả, con chưa kết quả. Nhưng mà lúc con làm tốt không? Có cái nào mà con không biết làm không? Dạ không. Rồi ok. Rồi bạn Nhật Quý con biết rồi nè. Bạn Phúc Khang mấy điểm con? Dạ 9,5. 9,5 rồi ơi, 9,5. Cái học xong, cái học tốt xong cái bỏ tôi đi luôn. Hiểu mà, tôi biết thân phận tôi rồi. Rồi tiếp. Cô ghẹo con đó nha.
Nãy tới bạn Thịnh rồi đúng không? Giờ cô sửa bài tiếp nha mọi người. Bạn Thịnh xong rồi tới bạn nào đây? Từ từ. Rồi Vinh ơi Vinh. Có điểm rồi nha cô. Con là Cát Tường đúng không? Dạ. Rồi điểm thấp quá, có 5,9 điểm mà. Con kỳ lắm nha, học. Hả? 5,9. Đúng không? Phải 5,9 không? Dạ 5,9 đổi ngược lại. Thì đúng rồi, 5,9 cô nói đúng nè. Rồi giờ tới bài cô, giờ tới sửa bài tiếp nha mọi người. Là của bạn Vinh nè, Vinh ơi Vinh, con làm ơn là cuối con viết chữ cẩn thận lại Vinh. Giáo viên mà chấm bài cho con viết mốt con phải đền tiền mua gì? Mắt chấm hoặc là cắt chấm lại cho giáo viên nè. Con mà viết môn toán vậy con viết tập văn chắc cô văn của con chắc xỉu luôn á, thiệt á, hứa luôn á. Ý là môn toán á nha, người ta còn đoán được á ngang nè, mấy bạn coi thử coi. Trời ơi, nó vừa tối mà nó vừa không, cái này là đỡ lắm rồi á. Rồi Vinh ơi mở mic giùm cô nè. Dạ. Rồi có nghe nè, con thương giáo viên văn không con? Chứ con viết chữ kiểu này rồi làm tập văn rồi cổ có nói gì không? Dạ văn con có được rồi. Không, viết tập văn á cô, con có nói chữ con đẹp không? Ghê hơn gấp mấy lần. Trời ơi, thiệt luôn á, con viết kiểu này giáo viên văn đơ luôn á con. Đây đây đây. Từ 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 chấm chấm cho con, mà bây giờ nhìn lại mà bắt đầu là cũng bị đơ luôn á, là con hiểu vấn đề rồi ha. Rồi trang đầu tiên đúng không, có vấn đề ha. Trang thứ hai nè, rồi chỗ này, rồi lật tới chỗ này chưa. 5 trừ giá trị tuyệt đối của 5 trừ cho 3x bằng trừ 1/2 nè, không có chia làm hai trường hợp. Tại sao Vinh, tại sao không chia làm hai trường hợp? Dạ tại vì cái tên nó tính ra luôn rồi. Tại vì giá trị đó là không có âm. Giá trị tuyệt đối là khoảng cách, mà khoảng cách là không có dụ âm. Cho nên tới ngay chỗ mà trừ 1/2 là dừng lại, hiểu không? Tới ngay chỗ mà bằng trừ 1/2 là chỗ này mình sẽ kết luận là không âm. Mình có thể ghi lý do là do giá trị tuyệt đối của một số thì không âm. Cho nên chỗ này mình sẽ kết luận là không có ít luôn nha, không có ngồi giải ra nữa, hiểu không? Yeah. Rồi sửa lại chỗ đó cho cô đi. Rồi tới bài tới dưới nè. Cái gì mà nó viết trâu wow, nhìn muốn lòi con mặt luôn. Là Vinh ơi, là Vinh. Câu này là câu ca. Cái kết quả ở trên á là bị sai rồi á, cho nên đi xuống dưới nó bị sai luôn á. Nè. Bạn nha, bạn học xong khóa cô ha, bạn xin cái bạn tôi hả, tôi sẽ xin địa chỉ của nhà bạn ha. Bắt đầu tôi sẽ qua tôi đầu tiền gì ta đo mắt. Rồi ngay chỗ này nè, giá trị tuyệt đối của 3x là cái dấu này là dấu gì vậy Vinh? Viết đàng hoàng. Có 3x nữa. 3x cộng cho cái số này là số mấy vậy lên Vinh? Rồi số 5. Hay quá. Để dành tiền đi nghe, bỏ heo đi nghe, học xong khóa rồi tôi đòi đó. Nói trước rồi. Vậy mà coi được á. Mốt của cậu nha, của cậu mà con sau này mà con làm giáo viên đi ha. Thì con hiểu cái cảm giác nha. Con không có nhìn thấy được cái đề luôn á. Trời, cái cô đang mở lại cái đề em cái. Ok. Nó mất tiêu rồi. Ừ, không có thấy được cái đề của con. Rồi trừ 2,5 cộng cho bx cộng 5 bằng trừ 1,5. Cái đề cũng ghi sai nữa mà cũng gì ta. Sai luôn cái đề. Đây tôi ghi lại nguyên cái đề cho. Chứ vợ hả, dạy mấy bạn á, mà kiểu như cái nào mà không đúng không la rồi mấy bạn đâu có sửa được đâu. Mà có bạn kìa, học tốt hay ghê luôn cũng bỏ cô đi mà. Cô ca nè Vinh. Nói vậy không biết có ai nhậu không ta? Có ai nhậu không vậy Khang? Khang ơi. Chứ gì nữa, không thì bỏ người ta đi đâu chịu học nữa đâu. Giờ người ta không thích nữa người ta đi, chứ mình nói gì giờ đúng không Khang? Giờ mình sao mình ép được. Trời ơi, thì thôi chứ sao giờ. Tại cô hả, dạy vừa dữ mà vừa khó tính nữa, Khang không thích. Rồi Vinh ơi, nghe nè Vinh. Nghe chỗ này ha, con sẽ tìm giá trị tuyệt đối của 3x cộng 5 ra giùm cô nè.
Rồi bây giờ nè, con nhớ cái quy tắc chuyển vế đổi dấu không Vinh? Dạ nhớ. À nhớ. Rồi chuyển vế đổi dấu có nghĩa là có chuyển vế thì có đổi dấu nha, còn không chuyển vế thì không đổi dấu nha. Vậy thì cái giá trị tuyệt đối của 3x cộng 5 thì mình ghi xuống nha. Còn cái trừ 1,5 thì mình ghi xuống luôn nè. Tại vì nó không có chuyển vế, nó ở vế phải thì ghi xuống nó vẫn là vế phải. Rồi còn cái số trừ 2,5 thì mình chuyển qua bên kia thành cái gì con? Dạ cộng. Đúng rồi, cộng 2,5. Rồi con ra kết quả bằng máy giùm cô. Tính bấm máy hay diễn được, miễn ra kết quả cho cô được rồi. Bằng máy. Bằng 1. Rồi bằng 1, vậy chỗ này sẽ có hai trường hợp là gì? Dạ 3x cộng 5 bằng âm 1. Bằng 1 với lại một cái nữa là bằng âm 1, được chưa? Rồi bắt đầu giải ra giùm cô. Tự giải ra nha, rồi sau đó đọc cho cô x bằng gì và x bằng gì. Hiểu cô nói không? Dạ hiểu. Rồi ok làm đi. Rồi xong đọc cho cô. Đọc cho cô xong mà cô mới tha cho con được. Con hành hạ mắt giáo viên quá mà. Bây giờ phải làm lại thôi cho quề, cho bỏ cái tật viết chữ. Còn những bạn khác là mình đang làm bài nha con, hoặc là mình có đi vệ sinh uống nước gì đó, hoặc là đi coi đồ vô phơi chưa hay gì đó hen, hoặc đi dục rác gì đó hen, nhớ làm bài cho cô được rồi nhá Tường ha. Tường ơi, Tường. Dạ. Mới phơi đồ vô hả? Dạ không. À vậy hả, ok cô hỏi thăm thôi à. Dạ. Ok. Tưởng mới dục rác vô. Rồi ra chưa Vinh? Dạ cái đầu tiên là cái mấy? Âm 4 phần 3. Dạ, cái thứ hai? Dạ âm 2. Đúng, rồi tiếp. Rồi tới đâu rồi? Rồi đây, bài làm cái gì đây? Rồi giá trị tuyệt đối mà trừ 2,1 nha con, ổng ghi cái đề ở trời thì muốn xỉu luôn, không có âm nha con. Trừ 2,1 chứ không phải là trừ 21, chỗ này giá trị tuyệt đối là không có âm cho nên chỗ này là ghi là không có x luôn nha. Rồi sửa lại giúp cô cái giá trị tuyệt đối giống như là cái khoảng cách, mà khoảng cách thì mấy bạn tưởng tượng không thể nào mà âm được nè. Nó giống như là độ dài đoạn thẳng vậy đó, nó không thể nào là âm được. Và câu D tự sửa nha Vinh. Vinh. Dạ. Ừ. Trả lời sao tôi biết nghe được, tôi phải kêu chứ sao. Khó quá, cho con giỏi thôi. Con không giỏi, mốt con cũng giỏi thì chưa chắc con ở lại với cô nữa mà. Rồi câu F. Cậu ép nó bị cái gì vậy ta? Rồi bây giờ cô vẽ cái, cô viết cái câu ép qua ba trang kế bên luôn nè. Con lấy tập ra con sửa câu ép ở ngoài vô đi. Chứ cô nhìn vô cái bài của con, cô cũng biết đường sửa đâu. Câu ép nè. Rồi, bây giờ bắt đầu. Cô hỏi ha, giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 ra gì vậy Vinh? Dạ, cộng bao 13,5. Đúng rồi, chính xác, chỗ này là 13,5. Và dấu trừ này viết xuống, con hiểu không? Bằng. Dạ. Rồi, giá trị tuyệt đối của 2/4 ra gì? Dạ bằng 9/4. Đúng rồi, là 9/4, đổi ra cho cô số thập phân luôn đi bé. Là 2,25 đúng không? Dạ. Rồi chỗ này giá trị tuyệt đối của 4x bằng gì nữa bé? Dạ 4x bằng
4 x bằng âm 9 phần 4 trừ cho 13,5. 9 phần 4 ở đâu? Là 2,25. 2,25 cộng cho 13,5 hay trừ cho 13,5? Dạ, từ 13,5. Đúng không? Chuyển vế đổi dấu Vinh ơi. Cô nói lại nè, 2,25 là ở trên, là ở vế phải thì con viết xuống nó vẫn nằm ở vế phải cho nên là vẫn là 2,25. Còn cái chỗ mà trừ 13,5 nè, nó đang ở bên vế trái nha. Bây giờ con chuyển nó qua bên vế phải nha. Vậy thì bây giờ là cộng 13,5 hay là trừ 13,5? Dạ, cộng 13,5. Đúng rồi, con chuyển vế thì con đổi dấu chứ bé. Chuyển vế thì đổi dấu, cho nên là cộng 13,5. Rồi con cộng lại giùm cô ra bao nhiêu? Dạ, bằng 63/4. Bảy, cộng lại, bấm máy, bảy rồi đó, bấm lại đi. Dạ, 15,75. Ừ, chứ nãy đọc cái gì vậy? Đọc con số rồi. À, đang nói số thập phần. Rồi, giờ chia làm hai trường hợp là gì, đọc cô nghe coi. Dạ, trường hợp 1 với trường hợp 2. Tôi hính cho các biết đường chạy nha Vinh. Hỏi hai trường hợp là gì vậy con? Trả lời trường hợp 1 và trường hợp 2. Ủa chứ không lẽ trường hợp 5, trường hợp 6? Trời đất ơi, đọc ra là 4x bằng gì và 4x bằng gì? Dạ, 4x bằng 15,75 với 4x bằng âm 15,75. Ờ, hỏi hai trường hợp là trường hợp gì? Dạ, trường hợp 1 và trường hợp 2. Cưng không, cưng không? Rồi, tính ra cho cô 2x đó bằng gì xong. Cho qua bạn khác. Dừng của con tới giờ hết giờ luôn nữa. Rồi bạn tiếp theo là bạn Minh Phúc, cô gửi bài của Minh Phúc trước nha. Dạ, cái đầu tiên là 45/16 rồi. Dạ, cho em xin số thập phân. Số thập phân là 2,8. Dạ, sai. 2,8125. Ủa sao vậy ta? 15,75 con chia cho 4 nè, từ từ. 15,75, cái máy tính vô cùng mới nhớ thiệt chứ. Chờ xíu đi. Có bạn nào mà có cái thói quen kỳ cục giống cô không vậy? Máy tính bị vậy đập gần chết luôn. 15,75 chia cho 4 đúng không? Bằng. Ủa con chia sao vậy? Cô bấm máy nó ra là 3,9375 mà. Con bấm máy hay con đang làm cái gì? Dạ bấm. Ừ. Dạ con bấm lại coi. Nhiều bấm. Vậy 15,75 con chia máy, con chia 4 ra nhiêu? Bấm lại coi. Dạ nó ra là 63/16. Ủa là sao ta? Bấm cho số thập phân giùm tôi. Là 3,9375. Ừ, nãy giờ nói mấy lần luôn á, cũng là đọc phân số hoài luôn á. Rồi sửa lại hai kết quả đi. Sửa xong rồi nói cô. Rồi của bạn Minh Phúc con coi thử nha. Cái nào mà kiểu như con hiểu rồi á thì họ con nói với cô là con biết chỗ đó rồi, còn nếu mà chỗ nào hiểu hết thì thôi. Tại bạn Minh Phúc không có sự từ từ. Để coi lại nha con. Đó, con mới gửi cho con đó, con coi đi. Chút xíu nữa là tới con á. Rồi Vinh ơi xong chưa? Dạ rồi luôn. Rồi ok. Nhà con rớt mạng rồi, lụm lên con. Rồi bạn Vinh xong rồi ha, bạn Vinh làm tiếp việc của mình đi ha. Rồi bây giờ tới bạn Minh Phúc nè. Nhà con rớt mạng rồi. Rồi Phúc ơi, bây giờ câu D này con biết tại sao sai rồi ha. À, chị tuyệt đối không âm. Rồi ok, tiếp tục. Cái câu thứ hai đúng hết nè, trang này đúng hết nè, trang này đúng hết nè, trang này
Rồi ngay chỗ trị tuyệt đối bằng trừ 1 phần 2 thì bỏ qua chỗ đó rồi không làm gì nữa hết. Ở chỗ đó là ghi là không có ít nè, hoặc là không có giá trị tiếp. Bài này. Rồi cái này là do chuyển với đổi dấu bị sai. Này tại sao sai vậy ta? Trừ 1,5 chuyển qua thành là cộng cho 2,5 chứ sao vẫn là trừ 2,5 vậy con? Hiểu không bé? Hiểu rồi, hiểu. Ok, hiểu gì con tự sửa chỗ đó nha bé ơi. Dạ, chỗ đó làm dấu cộng sai. Rồi, ok là xong ha. Tiếp tục cho cô gửi bạn nào nữa đây. Bạn ghi thức có trong nhóm không vậy? Bị rớt ra có mấy giờ lượt cô ơi mà mạng họ nó có thể nó rớt cô ơi. À vậy hả? Rớt con lụm lên. Con lụm lên con, lụm lụm chùi sạch lên sao? Con đang xài mạng xa nhà nhất luôn con. Vậy hả? Con lụm lên không sao con. Rồi bây giờ là của bạn từ từ. Rồi của bạn Duy Thức đây. Thấy bài của Duy Thức không con? Được thấy rồi. Rồi ok. Vô tiếp. Rớt thịt. Dạ Minh Phúc xong rồi con. Hả cái gì? Dạ Minh Phúc xong rồi con. Ừ Minh Phúc xong rồi đó. Minh Phúc cái đó Minh Phúc tự làm được á con. Giờ Minh Phúc sửa nhanh quá Minh Phúc bị giật mình. Rồi bây giờ là của bạn Duy Thức nè. Đây. Mở trang nào chấm trang đó trước đi. Ủa là sao ta? Câu hát này nè. 5 phần 6 trừ cho 2 phần 3 ra như bé. Được con. Chỗ này nè câu hát con thấy không? Được thấy. Ừ. Bằng 5 phần 6 trừ cho 1 phần 3. Ok. Cái chỗ này là con đang sử dụng chuyển vế đổi dấu hay là con đang sử dụng cái... Con chuyển vế đổi dấu. Lộn. Là tìm số trừ đúng không? Dạ đúng rồi con. Ok, tìm số trừ là số bị trừ trừ cho hiệu. 5 phần 6 trừ cho 2 phần 3. Rồi ok là bằng 5 phần 6 trừ cho 2 phần 3. Trừ cho 1 phần 3 là 2 phần 6 là 3 phần 6. Phần 6 là 0,5. Rồi chia làm 2 trường hợp là bằng 0. 1,5 với lại là 2,5. Rồi ok, tiếp. Rồi trang đầu tiên đúng nha. Trang thứ 2. Rồi ok, trang thứ 3. Đây, vấn đề nằm ở đây. Rồi, trị tuyệt đối của... Ủa sao thành 2x vậy con? Giá tuyệt đối của 5 trừ 3x thì tự nhiên thành 2x vậy Thức? Đó con. Trị tuyệt đối của 5 trừ 3x là 5 trừ 3x chứ liên quan tới 2x vậy? Con có 5 trừ 3 ra nó ra 2x luôn con. Vậy, 5x trừ cho 3x mới ra 2x nha con. Chứ 5 trừ cho 3x nó không ra gì hết á. Có nghĩa là viết lại luôn chứ nó không ra gì hết. Hiểu không? Dạ. Ừ, đó. Vậy thì cái chỗ này á là giá trị tuyệt đối của 5 trừ cho 3x bằng... 1 phần 6 trừ cho 2 phần 3 thì ra là trừ 1 phần 2. Rồi tới đây là dừng lại, tới đây là kết luận không có ít giùm cô luôn ha. Hiểu không? Rồi ok xong nha. Rồi còn bài ở dưới. Bài ở dưới đây ngay chỗ này. Giá trị tuyệt đối của 3x cộng 5 bằng 1 thì con có một trường hợp hả bé? Còn trường hợp nữa là cái gì? Con là giá trị đối là 3x cộng 5 bằng trừ bằng 4 cộng 3. Không hiểu 4 cộng 3 là cái gì? Ủa? Có nghĩa là từ ngay chỗ này nè con đã tách cho con là 2. Trừ 1. Rồi. Ừ. Là 3x cái gì? 3x cộng 5 bằng trừ 1. Rồi cái chỗ này á, thì con mới tìm x ra. Rồi bây giờ con ngồi con tìm x đi và con đọc cho cô kết quả bao nhiêu. Cô x bằng trừ 12. X bằng trừ 2 hả? Thế là trừ 1 trừ 2 cô. 6 chia cho 3 là trừ 2. Ok, chính xác. Rồi tiếp. Rồi, chờ xíu nha. Quạt. Rồi, không thấy đường luôn á. Ơi, bạn ơi, bữa nào dẫn mình đi cắt kính lại nha bạn. Con
chắc thấy được á. Nè. Rồi giá trị tuyệt đối của x bằng trừ 2,1. Vậy chỗ này là có x hay là không có x con? Lập lại cái bài em có hả? Con đang nói gì cô không nghe được cái gì? Để em lập bài lại cái bài em coi cái cô ơi. Không, con cứ trả lời trên đây được rồi, là có x hay không có x là được rồi mẹ. Ừ, thưa cô là... có hay là không? Có. Giá tuyệt đối bằng số âm hả? Nãy giờ giảng không hiểu gì luôn, không nhớ gì luôn. Hôm nay giờ cô có giảng hả? Giá trị tuyệt đối của một số có âm không? Không? Ừ. Nãy có nói câu đó chưa? Rồi. Cho nên chỗ đó là không có ít nha con. Dạ. Rồi tiếp. Từ từ để tới ai đây, đây. Rồi tới chỗ này là câu D là không có ít rồi nha. Rồi câu tiếp theo. Trang kia vẫn còn. Đây vụ án gì dưới đây đây. Đây đây đây. Bằng 5 với lại bằng trừ 5. Một cái là 8,5. 3,5 cộng cho 5 là 8,5. Còn một cái là trừ 5. Trừ 5 cộng 3,5 là ra 1,5 hay là trừ 1,5 con? Nè có. Chỗ này nè. Cái bài này, này thấy không? Bài E. Kết quả cuối cùng của bài E. Âm 1.5. Đúng rồi. Không có dấu trừ nha. Sai chỗ đó nha. Nè rõ ràng cô phóng to lên không thấy nha. Rồi tiếp. Sửa vậy đó cho kỹ. Chứ để hả mấy bạn làm không kể mốt bị trừ điểm từ lương mẹ không hiểu tại sao mình bị trừ. Rồi chỗ này thiếu một trường hợp là gì con? Thơ cô là x cộng 3/4 bằng. Bằng gì? Cô trừ có trừ cô là x cộng 3/4 bằng 1/2. 1/2 hay trừ 1/2? 1/2 cô. Khoan, cái trường hợp ở đây là con đang giải trường hợp là trừ 1/2 hay cộng 1/2 vậy? Cái này là con đang giải trường hợp. Cô cộng trừ 1/2 đúng không cô? Không, cái chỗ này mới là cộng. À rồi, cô hiểu rồi, nhưng mà kiểu như là định viết cộng trừ vậy, chia làm hai trường hợp giùm cô á. Là nếu mà con viết cộng trừ đúng không? Vậy cô hỏi con là ngay chỗ cái này nè, là con đang giải cái trường hợp là cộng 1/2 hay trừ 1/2? Cô trừ 1/2. Rồi ok, để mình biết là mình còn thiếu trường hợp nào còn lại, con hiểu không bé? Dạ. Rồi ok, vậy thì con thương thiếu trường hợp nào? Cô là x cộng 3/4 bằng 1/2. Rồi ok, giải ra cho cô sao cô coi cái kết quả. Cô nói mà không lèo lưỡi luôn. Nó chi nhanh dữ không biết. Rồi tiếp theo là của bạn cô trừ 1/4. Rồi tiếp theo của bạn Như Ý nè, cô gửi trước cho bạn câu trước nha. Rồi trừ 1/4 ok, tiếp tục. Cô gửi lại của bạn Như Ý lên rồi, bạn câu trước giùm cô ok. Rồi tới bài dưới đây. Bài dưới đây là vụ án gì đây? Cái gì cái nụ dưới đây vậy thứ? Cái bài này cô tin là con làm á. Làm gì từ lứa trên vậy? Đây, đây 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 đây. Giá trị tuyệt đối, đây tới dòng này đúng nè. Giá trị tuyệt đối của 4x bằng 15,75, vậy con chia ra hai trường hợp. Là sao con giải cái trường hợp âm không, người ta còn cái trường hợp dương nó chứ, con hỏi giải nha, sao kỳ vậy con? Không quên rồi. Nó cái gì mà tự nhiên sao, người ta ngộ lắm nha. Người ta là người ta giải trường hợp dương, người ta thiếu trường hợp âm, còn nó không có đâu. Nó giải trường hợp âm nó bỏ trường hợp dương là sao? Bằng 15,75 rồi giải ra hai cái hiểu không vậy? Còn này có nghĩa gì vậy? Trừ 15,75 a à, chia 4 hay nhân 4 vậy cho câu hỏi cái chia hay là nhân? Chia hay nhân thức? Cô chia chia. Ừ chia. Rồi tự sửa hai trường hợp đi rồi đọc kết quả cho cô là xong. Còn các bạn Như Ý cô gửi trước á để bạn có thể có thời gian câu trước hoặc cô coi hoặc cô sửa cho nó nhanh. Chỉ còn một bạn nữa là bạn cắt tường nữa là xong nha. Trời ơi, sửa bài cái hết giờ luôn á mọi người. Rồi bây giờ cô nói cho nhanh gọn lẹ nè, hôm nay á là bạn nào nha, bạn nào mà làm xong ba cũng như là sửa xong bài tập về nhà rồi đúng không? Và làm xong ba cái bài tìm ít đúng không? Chụp lên cái màn hình chính á, gửi cho cô.
xong rồi bạn đó được quyền rời phòng sớm. Hôm nay cô cho có thể cho cô cho nghỉ sớm được. Cô ơi, gì? Tự ra kết quả cô ơi. Bằng bao nhiêu? Cô là trừ 63 phần 16. Sai. Là... Không phải là sai mà là đọc cái cô số thập phân. Thì đó cô. Số phần ạ? À? Ừ. Đọc số thập phân ra giùm cô. Cô là 3,9375. Đúng rồi, còn một trường hợp nữa là gì? Cô còn một trường hợp nữa là cô là 3,9375. Rồi ok, đúng, chính xác. Tiếp tục nè. Ồ, của bạn Huy xong rồi ha. Rồi của con xong hết rồi á con. Như ý còn một trường hợp nữa. Rồi của bạn Thức. Thức ơi, của con là của sửa xong rồi nha. Rồi con. Rồi ok, tiếp tục. Rồi Bảo Huy, cô nhận bài rồi con. Ui, khoan từ từ mấy bạn ơi. Mấy bạn ra sớm có khi nào phụ huynh thắc mắc không ta? Mắc công rồi, mắc công cô nữa mọi người. Rồi xong, gửi bài lên liên tục luôn, xong. Chết cô rồi. Cô cho mấy bạn ra sớm muốn hỏi cô bị rầy á mọi người. Sorry mọi người nha. Rồi có ba bạn xong là bạn Bảo Huy xong rồi nè, bạn Phúc xong rồi nè, bạn Cẩm Tú là xong rồi luôn nè. Rồi bây giờ cô hỏi nè. Ba bạn ơi, ba bạn có muốn là làm bài tiếp không hay là muốn nghỉ sớm nè? Bạn Bảo Huy, bạn Minh Phúc với bạn Cẩm Tú. Ngồi ở đây chơi cũng được cơ. Rồi, ok. Giờ chú cho mấy bạn là làm xong rồi ngồi thoải mái đó, được chưa? Chứ đừng có ra sớm mất công cô bị... nó công là lâu lâu á, cô cho mấy bạn xả hơi xíu á mọi người. Rồi, giờ cô sửa bài tiếp cho bạn Như Ý nha. Còn bạn nào chưa xong cứ làm tiếp nha mọi người. Rồi, Như Ý ơi, sao sửa đỏ hết trơn vậy con? Như Ý mở mic lên cho cô coi. Dạ. Trời ơi, cái gì cả nồi vậy chị? Tại sao? Giá trị từ x, giá trị từ có của x bằng là 5,6 đúng không? Là con có được là x bằng cộng trừ 5,6 là xong rồi nè. Câu B là xong rồi nè, còn câu C sao con cá có một trường hợp vậy? Rồi lấy cái tập của mình ra sửa liền luôn cô. Rồi tiếp nè. Thiếu cái dấu cộng trừ thôi thương dân cô. Rồi, còn câu D nè. Giá trị đó của x bằng trừ 2,1 là có hay không có x con? Dạ, không có. Đúng rồi, không có x nha. Không có giá trị đó mà có âm. Cho nên câu D là không có x. Tiếp tục qua câu dưới. Rồi, bạn Như Ý này sửa bài hơi bị lâu nè nha. Quá trời luôn con ơi. Rồi qua câu E nè. X cộng cho 3/4. Cái này là con làm vội đúng không Như Ý? Dạ, tại cô hói con làm lẹ. Hối, mấy giờ con nộp hả? Nói lẹ. Ừ. Rồi để lên con. À, khoảng chừng 9:49. Dạ, 9:49, 8:30 là cô vô dạy rồi, cô chấm cho con bằng niềm tin đó. Tiếp nè. Y cộng cho 3/4 bằng 1/2. Lúc này á, sẽ chia làm hai trường hợp, là trường hợp gì? Bé đọc ra giùm cô đi con. Dạ, trường hợp cộng với trường hợp trừ. Rồi đọc ra luôn, biết ngập cộng ngập trừ là gì chết liền. X cộng 3/4 bằng gì? Dạ, x cộng 3/4 bằng 1/2. Còn một trường hợp nữa là gì? À, là x cộng 3/4 bằng trừ 1/2. Đúng rồi, rồi giải ra hai trường hợp, đọc kết quả giùm cô xong. Dạ, x trường hợp thứ nhất thì bằng 2/3. Nữ. 1/4 trừ 1/2 trừ cho 3/4 sao ra 2/3. À, con nhầm. Ừ, biết là nhầm rồi á, tính lại baby. Trường hợp nhất bằng trừ 1/4. Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là bằng trừ 5/4. Rồi ok, chính xác. Rồi ghi vô đi bé.
Rồi bây giờ chỉ có còn một bạn nữa là bạn Cát Tường, nên cô gửi cho bạn, cô gửi cái bài của bạn Cát Tường lên luôn này nha. Chờ cô xíu. Rồi cái này là bài của bạn Cát Tường nha mọi người. Rồi Cát Tường câu trước đi, có gì sai thì hồi con câu trước hồi dễ sửa. Dạ. Rồi ok. À, xong chưa Như Ý? Lần cô qua bài tiếp theo cho con. Dạ rồi. Rồi ok. Bé Như Ý, Như Ý Cát Tường. Ồ lớp mình có đầy đủ luôn ha. Cái gì may mắn phúc lộc đều đầy đủ hết. Như Ý Cát Tường. Ngày xưa là chỉ có Như Ý thôi, bây giờ là thêm Cát Tường. Rồi tiếp theo. Rồi cái dấu giới thiệu đó của chừng đâu? Chừng nào sửa được cô? Xong các bạn Như Ý này tới bạn, xong bạn Như Ý là sẽ tới con. Bây giờ con à, những cái bài tìm biết đó là con làm xong hết chưa? Hả? Dạ gần à cô. Rồi thì con chụp lên. Còn nếu mà con còn thời gian nữa thì con làm cái bài trong group kia đi. Trời ơi, bạn thiếu nợ tôi nhiều mà. Bạn nợ tôi cái nồi, lo gì. Rồi tiếp nè, của Như Ý nè con. 5 trừ cho 3x nè bằng 1 phần 6 trừ cho 2 phần 3. Vậy cái dấu viết tuyệt đối của cô đâu mất tiêu rồi con? Sao con cứ bỏ của cô mất tiêu vậy? Trả cho cô hay chưa? Chơi gì chơi lấy của người ta vậy? Rồi, giá trị tuyệt đối của 5 trừ 3x bằng trừ 1 phần 2. Tới đây có cần giải nữa không bé? Dạ, cần cô. Giá trị tuyệt đối của một số là có âm không? Có. Không. Giá trị tuyệt đối nó giống như là khoảng, ví dụ như cô nói nha. Bây giờ cô hỏi giá trị tuyệt đối của trừ 2 bằng mấy con? Dạ, bằng 2. Bằng 2. Ý nghĩa nè, nó là khoảng cách từ số 0 cho tới số trừ 2. Mà khoảng cách giống như là độ dài đoạn thẳng vậy đó. Khoảng cách là không có chuyện âm. Cho nên giá trị tuyệt đối của số trừ 2 là số 2. Giá trị tuyệt đối bất kỳ số nào nó cũng không âm hết. Tại vì nó là khoảng cách. Cho nên nếu con ra số âm thì chỗ đó là không có luôn, khỏi tìm nữa mất công, hiểu không? Dạ. Hiểu không con? Dạ hiểu. Rồi vậy chỗ này con kết luận là không có ít luôn nha. Rồi tiếp bài tiếp theo. Rồi bạn Khang làm xong rồi hả? Khang làm xong lần Khang nhanh cho xong lần Khang, Khang rờ lần không Khang bye bye cô đúng không? Hiểu mà. Khang bị cô khạc hiệu hoài. Rồi tới câu F nè. Con sửa xong bài kia kịp không Như Ý? Dạ kịp cô. Rồi tới cái câu F nè. Đây cô sửa lại cho nguyên cái chứ con có đúng bài nào đâu. Giá trị tuyệt đối của 4x trừ, cô hỏi nè, giá trị tuyệt đối của trừ 13,5 bằng gì? Dạ là bằng 13,5. Rồi 13,5. Còn giá trị tuyệt đối của 2 1 phần 2, cô không nhớ là 2 1 phần 2 nha, 2 1 phần 4 á, con ghi đề sai á. Ừ. Nó ra là 9/4, mà 9/4 là 2,25, không có 2 1/2 đâu. Rồi tới đây làm chung với cô luôn nè. Giá trị đối của 4x bằng gì? Dạ giá trị tuyệt đối của 4x là gì? Là 4x. Không phải. Ghi số 2,25 xuống nè. Chỗ này là trừ 13,5 chuyển vế qua bên kia thành gì? Dạ, cộng 13,5. Ờ, tự nhiên cái giá trị đó của 4x bằng 4x. Rồi, bằng gì con? Tính ra giùm cô. Dạ, bằng trừ 13,5. Ủa là sao? Cô nói lại nè, 2,25. Con đọc kết quả cũ. Hả? Con đọc lại kết quả cũ. À, ok, rồi. Đọc tiếp đi con. Dạ, trừ 135/4. Sao có dấu trừ đây? Hai số đều là số dương hết mà. 2,25 con cộng cho 13,5 đâu có nào là dấu trừ đâu. Sao tự nhiên con ra dấu trừ vậy? Khoan cơ cho con hỏi lại chú đi. Ừ. Sao số ở đây mà rốt cuộc hồi ra thành 2,25 vậy cơ? À ok. Cái đề bài của con ha, ngay chỗ này ha. Cái đề bài của con là 2 1/4 đúng chưa? Hiểu không? Cái đề bài là 2 1/4 chứ không phải là 2 1/2. Rồi bây giờ giá trị đối đó, giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó, vậy thì chỗ này nó sẽ bằng là 2 1/4 luôn. Kịp tới đây chưa? Hiểu không? Rồi đổi từ hỗn số ra phân số. Giờ con đổi 2 1/4 ra phân số là gì con? Dạ là 8 9/4. Dạ 9/4, lấy 9 chia cho 4 ra kết quả là 2,25, được chưa?
Dạ được. Rồi ok. Rồi tiếp tục. Nó có thắc mắc gì hỏi. Hôm nay hả các bạn khác cũng nhẹ nhàng với cô lắm. Xong rồi là thôi à. Rồi 2,25 cộng cho 13,5 ra gì? Dạ 63/4. Bởi vô cùng. À không phải là bảy bảy vô cùng mà là đổi ra số thập phân. Trời quên, sorry con. Ra gì con? Dạ 63/4. Ra số thập phân. Mười lăm, bảy mươi lăm. Đúng chính xác. Rồi cho cô hai trường hợp là gì? À, hai trường hợp là 4x bằng 15,75 và 4x bằng trừ 15,75. Rồi tính đi, cho cô kết quả cuối cùng. Rồi tới đây con tự tính được rồi, nhớ ý cô qua bài tiếp theo cho con nha. Dạ. Rồi ok, vậy cho nhanh. Chứ giờ còn một bạn nữa đó. Rồi câu F xong rồi tới câu G nè. Câu G cũng bỏ dấu giá trị tuyệt đối của tôi nữa. Trời ơi, tại sao vậy ý ơi. Đây, chỗ này cô ghi lại nguyên cái đề chung cho bé nè. 5/6 trừ cho giá trị tuyệt đối của 2 trừ x bằng 1/3. Vậy ngay chỗ này, giá trị tuyệt đối của 2 trừ x bằng gì con? Bằng gì trừ gì? Giờ 5/6 trừ 1/3 hay 1/3 trừ 5/6? 5/6 trừ 1/3. Yes, trừ ra cho cô đọc kết quả. Dạ là bằng trừ 1. Ủa là đúng rồi đó, trừ 7 đó. Bằng 1/2 cô. Đúng rồi. Ủa nhưng mà tại sao chỗ này con lại lấy 1/3 trừ 5/6 vậy? Con hiểu không? Có cần cô giải thích kỹ lại không? Ok. Vậy là bằng 1/2. Vậy lúc này chia làm hai trường hợp là gì, đọc nghe kìa. Dạ là 12 làm 2 trừ x bằng 1/2 chia 2 trừ x bằng trừ 1/2. Rồi tới đây giải được chưa? Dạ được rồi. Rồi giờ khoan ghi chú lại cái đi. Rồi hồi mới tự giải chứ giờ không ghi chú một hồi ghi từ lưa luôn á. Nhớ là cái chỗ mà giá trị tuyệt đối của 2 trừ x bằng 1/2 là vẫn còn dấu giá trị tuyệt đối. Khi mình chia làm hai trường hợp rồi thì không còn dấu giá trị tuyệt đối. Con hiểu không bé? Dạ hiểu. Rồi ok, con ghi chú lại cái đi rồi con mới yên tâm xuống bờ dưới được. Con chụp màn hình lại rồi. Hả? Vậy luôn á hả? Con chơi chụp màn hình luôn hả? Dạ. Không, có nghĩa là cô thường á nha, là cô vẫn để thời gian cho con viết. Con cứ tập trung con viết thôi. Tại vì con chụp á, cái hồi á, cái con phải ngồi con câu lại mình con. Cái lúc đó con có thắc mắc á, mà lúc đó con đâu có học với cô đâu. Cái không có ai giải đáp cho con luôn. Nó mất thời gian thật sự luôn á. Còn này á, con có thể coi một lượt chung với cô luôn. Chứ hồi con chụp ha, cái hồi con chụp cái có bài gì con không hiểu ha, tới đó đâu hỏi cô được đâu, là xong luôn. Tiếp, tới bài này. Hả, cái gì? Vậy có gì bữa sau hỏi cô? Nó bị trễ á, con hiểu không? Tại vì bữa sau sẽ có bài của bữa sau, con làm vậy là con bị trễ bài đó. Nói chung là xong cái nào con giải quyết xong cái đó, nó không có bị trễ. Còn nếu không con sẽ bị cuốn chiếu á, có nghĩa là cứ cuốn, con không có xong kịp. Bài tiếp theo nè. Rồi giới địa gói của tôi mất tiêu mất tích luôn, chuyên môn luôn. 3/4 trừ 1/2 bằng 1/4. Ủa, là sao? Không hiểu. Ví dụ như giờ thêm giới tuyệt đối xong rồi, tới đây nha, tới chỗ này. Rồi xong rồi con làm gì không hiểu luôn. Con lộn rồi cô, nó phải là cộng mới đúng. Nhưng mà chỗ 2/5 này là ở đâu? Là 25/5 hả? Từ. Dạ 2/5 ở trên x đó cô. X nè, x trừ 2/5. Rồi hiểu từ. X trừ 2/5 bằng 3/4 trừ 1/2 bằng 3/4. 3/4 chỗ này. Nói túm lại là chỗ này nó sẽ là hai trường hợp x trừ cho 2/5 bằng 1/4 với lại một trường hợp nữa là x trừ 2/5 bằng trừ 1/4, hiểu không? Dạ. Rồi sau đó là tự giải cái hai trường hợp được không? Dạ từ cô. Rồi con đi tới đó đi. 5/4. Rồi một số bạn rời phòng được rồi nè. Bạn nào mà chụp bài cho cô thì rời phòng được rồi mọi người. Nghe kỹ nha, bạn nào chụp bài cho cô thì rời phòng được rồi. Chỉ có bạn Cát Tường ở lại với cô ha. Tại bạn Cát Tường cô chưa sửa. Rồi bạn Phúc Khang, bạn Phúc Khang, bye bye bạn Phúc Khang nha. Chúc bạn Phúc Khang học tốt. Học với ai cũng học thật là tốt, thật là ngoan luôn nha.
Ờ, tới đó được chưa Như Ý? Dạ. Rồi con. Rồi ok đi tiếp nè. Rồi cậu. Ơ, nghe nè. Gì? Mà hả, em nghỉ học phụ đạo được không cô? Ờ, nghỉ học phụ đạo được không hả? Khoan khoan từ từ, cái đó nói trong 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 group được không con? Chứ giờ cô đang sửa bài cho bạn rồi. Sao vậy? Con có thời gian học hả? Dạ. Ồ. Vậy những cái phần kiến thức cũ còn tự ôn hay sao? Mà cái đó nhắn ở trong group kia đi con. Giờ cô sửa bài cho bạn, có gì con nhắn trong group kia giùm cô nghe. Rồi chỗ này trừ 1,5 trừ cho trừ nó ra 1, đúng rồi đó. Rồi tới chỗ này là con đúng nè, còn khúc này là không đúng nè bé. Tới đây con chia làm hai trường hợp nha, à, bạn Như Ý. Tới làm hai trường hợp, một trường hợp đó là 3x cộng 5 bằng 1. Với một trường hợp nữa là cái gì con? Như Ý ao. Như Ý bị ao hả? Mạng của bạn bị gì? Dạ. Mạng của bạn bị gì? Câu ca. Rồi hồi dẫn Như Ý quay lại sau đi. Rồi Cát Tường ơi, nãy giờ con coi bài của con chưa? Dạ, con nói gì con? Bài của con á, nãy dạ, giờ con coi chưa? Dạ vui. Rồi ok. À, Cát Tường ơi, con coi dùm cô cây Như Ý nó quay lại chưa vậy? Dạ rồi cô. Như Ý ơi, cho cô nói cái còn một bài của con bị sai là câu ca, con có nhìn ra được cái chỗ sai của con ở câu ca không? Dạ thấy rồi cô, chỉ hai trường hợp. Rồi ok, vậy con tự sửa câu ca giùm cô ha. Dạ. Rồi ok con. Rồi bây giờ cô sửa bài cho Cát Tường nè. Cát Tường ơi, câu A là con đúng ha, có hai trường hợp. À, câu B đúng luôn, câu C. Ủa sao câu C con có một trường hợp vậy Cát Tường? Có hai cái lần chứ. Hiểu không Cường Tường? À. Rồi ok. Hai cái là cái gì đọc cho cô đi. X bằng gì, x bằng gì? Dạ, thưa cô là cái như là x bằng 3/1/5, cái thứ hai là -3/1/5. Đúng rồi, chính xác. Còn câu D là không có giá trị của x nha con. Tại vì giá trị tuyệt đối của một số thì không thể nào âm được, cho nên câu D là không có giá trị của x. Rồi tiếp tục qua câu D ở dưới. Ok, câu D ở dưới đúng hết. Rồi tiếp tục. Còn cái này là gì đây? Không hiểu luôn. Rồi, cái này là chia làm hai trường hợp nha bé. Tới câu này là câu E. Câu E. Câu E cái viết đâu mất tiêu rồi. Câu E. Cái này chia làm hai trường hợp ha. Thì nó sẽ là không phải ngay chỗ đó. Là từ ngay chỗ này nè, chia làm hai trường hợp. X cộng 3/4 bằng gì và x cộng 3/4 bằng gì con? Cô x cộng 3/4 bằng bằng một cái là bằng 1/2, còn một cái bằng gì? Một cái bằng -1/2. Đúng rồi, -1/2. Rồi con giải hai cái này ra và cho cô x của từng cái luôn. X bằng gì và x bằng gì? Rồi con giải ra cái giùm cô, như cô quay màn hình chính của coi có còn bao nhiêu bạn cái thì cô quay lại liền. Ủa sao mấy bạn còn nhiều quá vậy? Ủa mấy bạn nào mà làm xong rồi dừng đi. Trời ơi Phúc Khang còn ở hả? Thấy ghét không? Những cái mặt Phúc Khang cái, hả? Cái 1/2 là 1/2 là bằng 5/4. 1/2 là bằng 5/4. Ủa sao 5/4? Con lấy 1/2 trừ 3/4 hay cộng 3/4? Con lộn, con nhắn lộn nhắn. Hả, có ai nói gì ngoài bạn Cát Tường? Nói đi, nói lại không cô? Dạ, cô sửa bài cho con xong rồi con thoát phòng đi cô. Được, được. Cô nói lại nè, bạn, trời nãy cô kêu giờ, nãy giờ thoát phòng, bạn ở chờ cô, thấy tới tờ nghiệp quá vậy. Cô nói rồi, bạn nào mà đã chụp bài lại cho cô đúng không? Chụp cái bài mà tìm ít đó hồi nãy giờ á, là chụp xong rồi đúng không? Sửa bài xong rồi đúng không? Nghỉ đi. Bye bye mọi người, nãy cô bye bye rồi mà. Bye cô. Ừ. Trời ơi, mấy đứa này sao nay nó hiền dữ trời. Dạ là -1/4. Đúng rồi, còn cái nữa là gì? Ở dưới luôn. Rồi bye bye mọi người, trời ơi. Bye cô. Ở dưới là -5/4. Đúng rồi cô. Ok, bye bye mấy bạn đã xong. Ở dưới là -5/4. Đúng rồi, chính xác. Một cái là -1/4 với một cái là -5/4 ha.
Bạn Cát Tường thông cảm nha, sửa cho bạn bài của bạn cuối là tại bạn mới nộp đây thôi nên bạn ở lại xíu. Rồi, một cái là trừ 1 phần 4 với một cái là trừ 5 phần 4, xong. Rồi con sửa cho tập của mình cái đi, cô qua bài tiếp theo. Nhưng mà con giờ con đang làm mấy cái bài kia rồi, giờ con... Để trống đó, để trống. Con quay lại cái bài hồi nãy á, con hiểu không? Quay lại cái trang hồi nãy á. Dạ. Ừ, cái trang mà ngay chỗ bài tập về nhà này nha. Rồi con. Rồi ok, tiếp. Câu E này xong rồi. Ủa, là con tới đây là con chưa có làm hết cái bài của cô luôn á. Nó chỉ có nhiêu đó là hết rồi đó. Tại con nói, tại là, hồi đầu giờ con nói cô là con chưa có làm kịp, con mới làm tới đó à con. Hay quá nha. Rồi, chỉ có bạn Cẩm Tú. Ủa, Cẩm Tú con ở đây chưa vậy? Con chưa làm xong bài tìm ít hả? Dạ. À vậy hả? Ủa con thấy con nập rồi mà Tú. Mạng lát chưa ấy con. Từ từ đợi xíu. Ờ. À. Rồi giờ còn còn hai bạn là cô sửa bài tập xong hết rồi, mấy bạn chỉ cần chụp bài gửi lên group cho cô là nghỉ. Nãy giờ con làm con bị nói, cái giờ con không biết con đang làm bài mấy luôn á cô. Không, mình có biết được bài mấy chứ. Mình biết được mình đang làm bài mấy, còn rối là rối cái bài nào là cái phần nào trong cái bài đó chứ làm sao không biết mình đang làm bài mấy được con. Tại con đang làm bài này cái tự nhiên con nhảy qua bài kia, cái con ngồi con sửa lại từ từ bài này qua bài kia nữa. Là sao ta? Có nghĩa là con đang nói cái con đang làm đúng không? À con đang làm bài 1 đi. Ừ. Con cái đang viết cái con không coi rõ cái con qua bài 2. Ừ. Cái mình làm xong được một bài 2 xong cái con mới coi lại thấy bài bài 1 chưa làm xong, con ngồi con lay con làm bài 1 tiếp. Ồ. Con viết bên dưới vậy có câu con còn sửa nữa. Đâu 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 để cô quay lại cái đề của coi con coi thử cái bài 1 con làm được không nha, chờ xíu đi cô mở lại cái bài 1 cái. Bài 1 là con ép con đang làm. Rồi, bài 2 con làm được con bài. Khi mà làm đang con định làm tiếp mà tự nhiên thấy bài 1 chưa làm xong. Người ta làm xong nào, người ta làm xong đó đi chị, tự nhiên làm tự lừa me rồi vậy. Rồi bây giờ nè, cô đang mở nè, bài 1 con ra kết quả như con đọc thì cô nghe thử coi được cô biết là kết quả đúng hay không à. Bài 1 á, ra gì? 1 A là ra 1 phần 6, còn câu B là 1 phần 6. Từ, đọc cái gì đọc dữ hay sao nghe kìa. Rồi, từ. À, trừ 2 phần 5, cộng 3 phần 10. Rồi, câu đầu tiên ra gì đọc lại nghe coi. Dạ, 1 phần 6. Đúng, chính xác. Còn câu thứ 2, nghe chỗ mà ý trừ 1 phần 5 bằng 1 phần 10, ít bằng gì? Dạ 1 phần 6. Cũng 1 phần 6 luôn hả? Dạ. Rồi ok đúng, còn câu tiếp theo ra gì? Dạ thì cô là ra âm 19 phần 24. À, cái máy tính cô nó cuồng mấy giới thiệt luôn á, bực mình ghê. Chờ xíu. Trừ 3 phần 8. Rồi trừ cho 5 phần 12. Trừ 5 phần 12 bằng. Trừ gì con? Dạ trừ 19 phần 24. Ừ con làm được mà, rồi sao? Rồi câu D là... Khoan, từ từ, giờ trong ba bài này có bài nào con không biết làm không? Dạ không. Ừ không, giờ con làm tới bài nào rồi? Dạ đang làm tới bài F. Bài F, ủa trong đây đâu có bài nào bài F đâu. Cái câu mà X trừ 1 âm 1 phần 4 bằng rồi, âm 5 phần 6 cộng 1 phần 8 á. Cô không rồi. Cho nhưng mà con viết vậy cho dễ coi. Rồi ok hiểu, vậy ngoài cái bài đó ra còn bài nào nữa không? Dạ còn B D A B C D của hai bài còn lại con. Gì cái nụ đúng vậy? Còn em cũng luôn. Hả cái gì? Bạn nào mới nói gì con? Cái câu A con làm sao? Nãy em không biết.
Câu A nào? Câu A này á hả? Câu 2 tìm ít bài 2 á cô. Nãy em quên thấy không có làm bài 2 nên em làm suy nghĩ hoài không ra. À cái con nghe được rồi cô. Rồi ok ok. Rồi bây giờ nè, bạn Cát Tường chưa có xong á thì bạn cứ làm tiếp nha con. Còn bạn như bạn bạn Cẩm Tú đang hỏi cái bài 2A đúng không? Dạ. Rồi ok, giải thích bài 2A chờ xíu. Trời ơi, sẵn sàng thôi, mình mà. Chờ xíu xíu để cắt qua bên kia cái. Còn Cát Tường con gán làm cho xong cái con để hồi cái con không có gửi bài tập về nhà cái có mình con làm con bị gọi là ngán lắm. Ừ, giờ sẵn có cô với có bạn ngồi đây làm luôn đi. Rồi tiếp câu A. Ủa câu A con làm được mà, câu A dễ lắm á Tú. Nè, trừ 2 phần 3 nhân cho x bằng 4 phần 5. Vậy, xin lỗi 4 phần 15, vậy con muốn tìm thừa số cho biết thì con làm gì? 2 chia 15 á cô. 2 chia 15 là gì bà? Đây, 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 đây. Trừ 2 phần 3 nhân x bằng 4 phần 15. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho gì? Chia cho thừa số kia. Ừ, chia cho thừa số đã biết là trừ. Rồi bấm máy ra. Hiểu không? Ủa vậy em làm sai rồi, em lấy là... Lấy gì? Nãy em là không biết làm nên em làm cái gì nè. Em lấy âm 2x bằng 4 phần 15 nhân cho 3. Cũng được. Đấy, được. Trời ơi, đây đây đây, cô viết theo cách của con nha. Có nghĩa là con ra âm 2x bằng 4 phần 15 nhân cho 3 đúng không? Phải vậy không? Dạ. Rồi, đúng chứ không có sai, nhưng mà cách con nó hơi bị lâu. 3 với 5 đơn giản là còn lại 5 là còn lại là 4 phần 5 nè. Vậy x bằng gì? X bằng gì? À, cái con làm xong câu F rồi, vậy tới cái bài 2 á con làm tiếp cái câu B, câu C nha cô, tại câu A là con có làm trước ở bên kia thằng Trang này. Ok, hồi làm xong cái kia rồi thì nhớ chụp cái kia được cô là được rồi, hiểu không? Để thôi cô nhắn nó là thiếu á, hiểu không? Là con được chụp ở trang, con làm ở trang nào là cô không biết, mà túm lại là hồi con chụp nó có là được rồi. Rồi, dạ. Giờ ngay chỗ này là Cẩm Tú, ngay chỗ này là trừ 2x bằng 4 phần 5, x bằng gì con? Là... x bằng 4 phần 5 chia âm 2. Ừ đó, thì cô làm theo cách của con này cũng giống vậy thôi à con, nhưng mà nó lâu hơn, vậy thôi à, chứ nó vẫn đúng nha bé. Hay em làm câu A với câu B, lộn câu B với câu C. Ừ, con làm câu B, câu C đi. Câu B dễ lắm, con chỉ cần lấy trừ 7 phần 26 con chia cho mấy là ra rồi. Chia cho mấy Túc? 21 phần 13. Ừ, rồi xong rồi đó. Rồi câu C, câu C cũng vậy, câu D cũng vậy. Nói chung ghi được cái phép tính này, lấy máy bấm cho nó kỹ để cho đừng bấm sai, xong ra kết quả hết đó. Trời ơi nó dễ lắm. Câu B của bài 2 tự nhiên nó chấm 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 là gì vậy cô? Không có gì đâu, bỏ mấy cái chấm chấm nó đi, không có liên quan đâu. Nói chung là câu B nó là vậy rồi câu C nó là vậy vậy thôi. Hôm nay là thứ năm phải không mọi người? Cô dạy riết rồi cô hết nhớ thời gian luôn nữa. Bó tới ai luôn. Không nhớ được thời gian luôn.
Rồi hai bạn xong chưa gửi cô? Cô ơi, từ từ còn cô con đang làm, con còn câu C câu D với bài ba anh đó cô. Rồi chút giờ giờ có muốn nói chung là muốn tắt làm không hay là muốn ngồi chung vậy làm thôi muốn sao rồi không biết nữa thôi làm chung luôn đi để khỏi muốn khỏi làm bài tập về nhà cho khỏe. Cô đang sửa bài xíu nha mọi người. Tỉnh túi nghi thức của cô bấm máy cái cho nó ra kết quả luôn được không cô? Được. Dạ. Từ tới đó bấm máy rồi nói chung là ghi cho đủ bước làm thôi. Mày bấm máy được mà. Ủa sao cô không thấy bạn Như Ý nộp bài cho cô mà bạn Như Ý rồi không rồi ta? Thành Vinh là có nộp nè, bạn Bảo Huy có nộp, bạn Như Ý cô đâu thấy nộp đâu. Sao rồi Phong rồi? Rồi bạn Nhật Quý gửi rồi, bạn Thịnh, ủa bạn Thịnh cũng đâu thấy gửi đâu, rồi phòng luôn rồi, nãy cô dặn rõ ràng là bạn nào xong mới rời mà ta, dặn là làm chuyện nha. Phúc Khang gửi rồi, Nhất Phong gửi rồi, Minh Phúc gửi rồi, Cẩm Tú còn đang, Cát Tường đang tri thức rồi, rồi còn hai bạn chưa gửi cho cô mà rồi là sáu.
Rồi ok, cảm tốt xong rồi nghỉ đi con. Dạ bye cô. Rồi bye bye con. Rồi các tường ơi, gần xong chưa con? Dạ gần xong câu C, sắp qua câu D rồi. Là còn câu D nữa là xong hay là còn nữa không? Dạ còn câu D nữa là xong rồi. Rồi ok, còn câu D nữa là xong. Gán đi con. Cố lên, cố lên. Kết quả gì? Mai cái phép tính mà có âm là có bỏ vô ngoặc để tính tiếp không câu. Con hỏi bài nào luôn đi, con hỏi cụ thể luôn đi bài mấy? Dạ câu C rồi C á. Bài C của bài mấy? Bài C bài câu C bài ba không? Câu C bài ba. Rồi x bằng là con lấy trừ 4 1/5 làm phép tính con gì với số? Cái, con đổi mấy cái kia ra trước. Ừ ok, đổi ra, đổi từ hỗn số ra phân số đó, đúng không? Dạ rồi. Rồi ok. Rồi tới cái phép tính đó là ừ. Tôi đang có bỏ vô mà không vô bỏ ngoài để tính tiếp con. Ờ để con ghi ra cụ thể cho chứ để cô nói mấy cái âm á. Ờ chờ cô xíu. Câu C nè ha. Câu C là x nè, chia cho cái chỗ này là trừ trừ 4 nhân 7 là trừ trừ 30/7 đúng không? Dạ. Rồi bằng trừ 21/5 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Chỉ x bằng là hai số này nhân lại hay là chia? Dạ hai số này nhân lại. Ờ nhân lại. Rồi, bắt đầu lấy máy bấm xong. Rồi xong chưa bé? Dạ rồi, con đang chụp bài. Rồi ok. Vậy cô cho con thoát phòng luôn nha. À bye bye cô. Rồi bye bye con. Chụp lên giùm cô cái. Bye bye.